chương 51, ngóc đầu trở lại, thần kinh nhạy bén giúp Dương Thần vừa khởi động xe, dẫm lên chân ga, chiếc m 3 z lên phóng ra khỏi hầm để xe, vài người bảo vệ của công ty quốc tế Ngọc Lôi đứng đờ ra nhìn chiếc xe trong chớp mắt đã chạy mất dạng, không ai biết nhân vật lớn nào trong công ty lại có kỹ thuật lái xe như vậy, vừa lái xe, Dương Thần vừa hỏi, làm sao vậy, Vũ Vương, tiểu thư vừa mới tan sở về nhà, lão gia đã đến rồi. Đang ẩm ý ở bên ngoài, Giọng mẹ Vương như khóc, "Cậu mau về đi." Lão gia còn dẫn theo vài người đến, nhìn không giống người tốt, "Tôi sợ bọn họ làm tổn thương tiểu Vũ Vương." Chưa dứt lời, đầu kia điện thoại đã truyền đến những âm thanh ồn ào, ngay sau đó là tiếng đàn ông quen thuộc. "Là tiểu tử thối họ Dương phải không? Ta là Lâm Khôn, ta ở đây chờ ngươi, có giỏi thì lập tức về đây." Dương Thần đang cầm tay lái, trên tay lập tức nổi gân xanh hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào khóc của Vũ Vương, chắc chắn là bị dùng sức mạnh cướp mất điện thoại di động. Ông có biết ông đang làm gì không? Ta rất rõ ràng, họ dương kia, giờ ngươi có giỏi thì về đây, xem tên tiểu tử khốn khiếp bán thịt dê xiên nướng có bản lĩnh gì mà khiến con tiểu tiện nhân lâm nhà ta làm chuyện bất hiếu, dương thần không nói gì thêm, mặt không biến sắc, dập điện thoại, thực ra, nếu điện thoại này không phải lâm nhược khê đưa thì hắn đã sớm bóp nát chân ga trong nháy mắt bị dẫm hết cỡ, tuy rằng nơi này đang lúc xe cộ đông đúc chật hẹp, nhưng tiếng động cơ rít gào khiến không ít xe ngoan ngoãn tránh ra nhường đường, chiếc BMW trắng như một trận gió xoáy thổi qua, bị vô số người chửi rủa, nhưng tất cả chẳng liên quan gì đến Dương Thần, lúc này trong mắt hắn, đường xá chỉ là một đường thẳng, không có bất cứ luật lệ giao thông gì, không có bất cứ cái đèn xanh đèn đỏ nào, hắn cần phải nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa mọi ngày đi xe với tốc độ bình thường phải mất hơn 20 phút. Hôm nay Dương Thần chỉ mất chưa đến 10 phút, như một quả đạn lao đến đích, chiếc xe dừng ở một bãi đất trống trước căn biệt thự. Kít, một tiếng, một đám bụi mù mịt bốc lên, lúc này trời đã chập tối, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ chiếu lên khu vườn trong khu biệt thự cao cấp, cây cối ánh hồng, bãi cỏ như dòng suối vàng, phong cảnh cực kỳ đẹp đẽ, nhưng lúc này Dương Thần không có lòng dạ nào mà thưởng thức cái cảnh hiếm có ấy sau khi xuống xe hắn sắc mặt thâm trầm đi về hướng cửa chính của biệt thự không đợi dương thần đi đến cửa cánh cửa chính đã bị đẩy mạnh ra lầm khôn trong bộ âu phục phẳng phiêu bước ra khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú và trưởng thành giờ phút này thoạt nhìn âm trầm mà hưng phấn dường như đã đoán được có thể trả thù sự nhục nhã mà dương thần cho lão như thế nào ở phía sau lão có năm tên mặc đồ giống nhau theo sát chúng là những thanh niên mặc đồ đen ngắn tay bó sát người Nhìn đám cơ bắp trên cơ thể họ không khó để nhận ra, thân thủ họ thật không phải là bình thường. Ha, Xúc Sinh, Người thật có gan dám trở về đây. Ta nghĩ ngươi sợ tới mức không dám quay lại." Lâm Khôn nghiêm nghiêm đầu, trừng mắt, con ngươi lộ ra vẻ căm hờn sâu sắc. Dương Thần thở dài, xem ra mình đã kiềm chế được tâm tính rồi, bằng không chỉ cần câu nói thô tục này cũng đủ lý do để cắt lưỡi lão. Dương Thần thản nhiên nhìn lão, hỏi, "Nhược Khê và Vũ Vương đâu?" vừa dứt lời, hai bóng người đi ra từ cửa biệt thự cậu cậu cẩn thận chỗ cửa vố vương mặc tạp dề đang giúp lâm nhược khê sắc mặt tái nhợt đi ra lâm nhược khê còn chưa thay bộ đồ đi làm khuôn mặt vốn lạnh lùng diễn lệ giống như là bay mất hồn phách ánh mắt ảm đạm đầu tóc cũng có vẻ rối bời cô nhìn xuống mặt đất chăm chú dường như mọi việc trước mắt đều không có quan hệ gì với cô nếu như hình ảnh này khiến dương thần có chút đau lòng thì nhìn thấy trên mặt vú vương có một dấu tay hằn đỏ, trong mắt dương thần lập tức lóe lên một tia sát khí, đáng tiếc lâm khôn rõ ràng là không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt dương thần. Tên tiểu tử bán thịt dê, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi về đây, là do ngươi tự tìm đến, mấy anh em của ta quyền cước cũng không tệ, nếu người muốn ít bị ăn đòn, tốt nhất là quỳ xuống lại ta vài lạy, rồi liếm cho sạch đôi giày da của ta, ngoan ngoãn tự chui vào thùng rác đi có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một lần cho ngươi cút đi lâm khôn cười quái dị tiếng nói có phần cuồng loạn dương thần ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn đám thanh niên trước mặt nói lâm khôn giống như lần trước tôi đã nói với ông một lần tôi ghét nhất là bị uy hiếp ông uy hiếp tôi được nhưng phải chuẩn bị chịu hậu quả ta uy hiếp ngươi đấy xúc sinh ngươi làm gì được nào ngươi có bản lĩnh đánh bại được năm người anh em này sao Lâm Khôn cười giận dữ, lớn tiếng gào lên, Dương Thần không nói thêm nữa, từng bước một tiến tới gần Lâm Khôn, năm tên tay chân hiển nhiên cũng không coi Dương Thần ra gì, dù sao nhìn bề ngoài, người thanh niên này căn bản không thể trả đòn được, cho nên thấy Dương Thần tới gần, chỉ có một gã tiến lên vừa liếc mắt miệt thị nhìn Dương Thần vừa tiến tới, Dương Thần vốn chẳng buồn nhìn gã áo đen, nhìn thấy gã sơ tay đánh tới một đường quyền nhanh như chớp, dường như đã tính toán chính xác một quả đấm cũng nhanh như vậy tung ra tiếp đón bốp hai nắm tay chạm vào nhau vang lên một tiếng kết quả cũng khiến cho những người đứng đó vô cùng kinh sợ á à, gã thanh niên dẫn đầu tung quyền vẻ mặt méo mó dùng sức ôm lấy cánh tay ra quyền kia đau đớn quỳ dạp xuống đất tay tay đậu đại vã mồ hôi cảm thấy xương cốt trong cánh tay như vỡ vụn sau một hồi đau đớn kịch liệt liền bất tỉnh ngay tại chỗ còn lại bốn gã tay chân rõ ràng không hiểu tình huống vì sao lại thế này, chỉ thấy Dương Thần chạy tới trước mặt. Nhanh, nhanh lên, Lâm Khôn cảm giác tình hình có chút không đúng, cuống quyết chỉ huy, bốn gã tay chân lúc này mới bước đến gần Dương Thần như những hung thần tàn ác, định bắt Dương Thần chế ngự bắt quỷ xuống đất, khi bốn người đánh về phía Dương Thần, chúng đột nhiên phát hiện, dù đánh vào ngực, bụng, đùi, hay chỗ nào khác thân hình dương thần vẫn không chút lay động, dường như chân tay trúng chạm vào một tấm sắt dày, một bức tường đá lớn, sức vốn không đủ để đánh với người này. chương 52, đến lượt ngươi, dương thần đứng mặt đối mặt với lâm khôn, ánh mắt nhìn lâm khôn giống như đồ tể nhìn miếng thịt trên cái thớt gỗ, bình tĩnh hỏi, ông muốn gãy chân, hay là gãy tay? Nếu muốn chết tôi cũng có thể giúp ông một tay, hắn không phải là đang nói đùa, Lâm Khôn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt muốn giết người, sát khí không hề che giấu. Hắn thật sự sẽ giết mình, ngươi, ngươi, ngươi đừng có qua đây, lâm khôn sợ hãi, từ từ lui bước, muốn đứng xa dương thần một chút, nhưng phía sau đã là bậc thang cửa chính của biệt thự, đột nhiên, lâm khôn quay lại, nhìn thấy lâm nhược khê đứng ngẩn người hờ hững, lớn tiếng kêu lên, tiểu tiện nhân. Tên dã man này muốn đánh gãy chân bố ngươi, ngươi định mặc kệ sao, vừa nói xong, Lâm Khôn liền cảm thấy bàn tay như gọng kìm kim cương tóm lấy cầm mình, một giọng nói lạnh như kim loại để đông trong băng tuyết vang lên bên tai, miệng của ông quả thực rất thối, hay là tôi nên cắt lưỡi ông trước, thả trong miệng ông, rồi đem khâu miệng ông lại. Ông đói bụng cũng chỉ có thể ăn lưỡi của mình, ông nó xem, cách này thế nào, ôi, 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 Lâm Khôn sợ tới mức mặt xanh mét, mắt trợn lên, nhưng chỉ cần lão quằn quại một chút, Bàn tay Dương Thần nắm dưới cằm lão sẽ bóp lại, đau đến mức lão không dám động đậy, lúc này, Lâm Nhược Khê đứng ở cửa mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp thất thần rốt cục cũng có tia sáng, nhìn Dương Thần ánh mắt vô cùng phức tạp, lại nhìn Lâm Khôn sợ đến mức sắp tè ra quần, cô ủy oải nói: "Dương Thần, thả ông ấy ra đi, không cần dọa ông ấy." Giọng điệu Lâm Nhược Khê không lạnh lùng như mọi khi, cô nói rất nhẹ. Nhưng một câu nói đó khiến lửa giận của Dương Thần dần dần hạ xuống, cô rất giống người ấy. Dương Thần có chút bất đắc dĩ, trong lòng thoáng hiện ra hình bóng, trong lòng vẫn cố quên đi, nhất thời sững lại, Dương Thần buông lỏng tay ra, Lâm Khôn bị đau vừa sợ vừa không cam lòng lập tức trốn sang một bên, cẩn thận nhìn Dương Thần, mồm thở phì phò. "Bố là hứa chí hoành bảo bố đến đúng không? Những người này cũng là do hắn đưa cho bố phải không?" Lâm Nhược Khê nhìn thẳng Lâm Khôn, nhẹ giọng hỏi, trên mặt lâm khôn lộ về giữa tợn, hung hăng chừng mắt nhìn dương thần, đúng thế thì sao? Hứa đại thiếu gia là muốn giúp ta tiêu diệt cái tên xúc sinh này. Tên khốn khiếp muốn đoạt lấy tài sản lâm gia, ta tuyệt đối không chấp nhận. Bố, lâm nhược khê bi ai kêu lên, trong mắt tràn đầy thống khổ, bố, chẳng lẽ bố không biết bố bị người của hứa ra sai khiến sao? Bố đang giúp hứa trí hoành thêm phiền phức cho con bố có biết tình hình công ty giờ đang ác liệt thế nào không bố bố tỉnh táo chút đi bố và hứa trí hoành hoàn toàn không nghĩ giống nhau lâm khôn hét lớn nói bậy đồ tiện nhân này đừng làm bộ tốt bụng đừng tưởng ngươi gọi ta là bố ta sẽ cho rằng đồ bất hiếu nhà ngươi có lương tâm nếu thật tâm tốt với ta ngay từ đầu ngươi đã không cướp đi tất cả của ta ta mới là người thừa kế hợp pháp thứ nhất của ngọc lôi nếu không phải do ngươi giở trò cái bà lão chết rồi ấy sao lại lại đột ngột bỏ di trúc, đem công ty quốc tế Ngọc Lôi giao vào tay một con búp bê mới 20 tuổi đầu, Lâm Nhược Khê hai chân lảo đảo, nếu không dựa vào Vũ Vương cô đã ngã xuống rồi, sắc mặt cô càng tái nhợt, bất lực, không kìm nổi hai mắt đẫm lệ đứng lên, bố, sao bố có thể nghĩ như vậy? Bà là bà nội, là mẹ của bố, vậy phải nghĩ như thế nào? Muốn người kết hôn cùng hứa đại thiếu gia ngươi trước sau đều không chịu. Chẳng nhẽ không phải lo sợ lập gia đình rồi chức chủ tịch công ty Ngọc Lôi sẽ đổi chủ. Bằng không, dựa vào điều kiện của đại thiếu gia, sao đồ tiện nhân ngươi lại giả thanh cao không chịu, Lâm Khôn giận dữ cười. Ha, 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 ha. Bị ta nói trúng rồi, có phải xấu hổ không chịu nổi muốn chết không? Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bắt đầu khó thở, lục phủ ngũ tạng giống như bị ngâm vào thủy ngân, nước mắt trong suốt chảy xuống như vỡ đê, rơi tí tách trên mặt đất. Cô gái luôn lạnh lùng như băng, cao quý như nữ vương, lúc này không kìm nổi nước mắt, hơn nữa lại khóc rất thương tâm, Lâm Nhược Khê giơ tay che mặt, vì khóc nức nở nên lời nói không ngừng nghẹn ngào. Lúc trước mẹ mất, bố có tình nhân bên ngoài, đến về nhà liếc mắt một cái cũng không về. Lúc bà nội qua đời, bố đợi đến lúc bà yên nghỉ mới xuất hiện, còn hỏi chuyện di chúc. Từ lúc con hiểu chuyện, bố trừ chuyện ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đòi bà nội cho tiền ra. Chuyện ở công ty bố chẳng bao giờ hỏi đến, làm sao bà nội yên tâm giao công ty cho bố được chứ? Lâm Nhược Khê đau lòng nhìn Lâm Khôn, cắn cắn đôi môi anh đào nói, bố, chẳng lẽ bố không biết mình đang làm gì ư? Lâm Khôn sắc mặt lo lắng, cười lạnh nói, ta làm vậy là do họ ép ta, nếu không phải do hai bà già đáng chết đó quản ta, ta cần gì phải khôn núm xin họ cho tiền. Rõ ràng công ty nhiều cổ phần như vậy, dựa vào đâu mà chỉ cho ta một ít tiền? Ta là người đàn ông duy nhất trong nhà, chẳng nhẽ không nên để ta lo việc nhà sao? Ngươi là đồ tiện nhân chỉ biết lấy cớ. Lấy cớ, lấy cớ, lời ngươi nói thật là nghe như đánh rắm, Dương Thần thật sự khó mà nghe tiếp. Không hiểu người phụ nữ như Lâm Nhược Khê sao lại có người cha ngu xuẩn, phát rồ như vậy. Có lẽ là do ông trời trêu ngươi, cũng có lẽ phải hận lòng người có chỗ đáng thương. Dương thần nháy mắt dùng một bàn tay bóp cổ lâm khôn, hơi dùng chút lực. Lâm khôn lập tức khó thở mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo nhưng không thể dẫy ra được. Nếu làm theo cách của tôi, hôm nay ông đã chết bảy, tám lần rồi, Dương thần thản nhiên nói, quay đầu nhìn lâm nhược khê đứng ở cửa đang căng thẳng, lại nói, nhưng mà bà xã tôi lại mềm lòng, nếu tôi giết cái người làm cha này, cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi, nói tới đây. Dương Thần buông lỏng tay ở cổ Lâm Khôn, như một tay nhanh như chớp chém vào sau cổ lão, Lâm Khôn hai mắt nhắm lại, choáng váng ngã ra đất. "Dương Thần, anh, anh làm gì ông ấy vậy?" Lâm Nhược Khê vẫn là lo lắng đi đến, ngồi xổm xuống thăm dò chỗ mũi Lâm Khôn, phát hiện lão không chết mới nhẹ nhàng thở phào ra, bất kể như thế nào, máu ngủ tình thâm giao cho anh. Dương Thần cúi người ôm lấy cơ thể Lâm Khôn vác lên vai, sau đó đi đến chỗ thùng rác cách đó không xa lâm nhược khê nóng vội ngăn cản không cần không cần ném ông ấy vào đó vậy là đủ rồi anh không giết ông ấy không làm ông ấy tàn phế đã là nể em rồi ông ta đối với em như vậy em còn nhận ông ta là bố à anh chẳng biết nói gì nữa chỉ hy vọng em nghĩ đến tâm tình của anh một chút không cần biết trong lòng em nghĩ như thế nào ít nhất lúc này anh cũng là chồng em dương thần nói bình thản nhưng từng chữ đanh thép giống như không để ai cãi lời, nói xong lập tức đi về phía thùng rác, lúc này anh vẫn là chồng em, lúc này anh vẫn là chồng em, lâm nhược khê buông tấm rèm cửa hồn bay phách lạc đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng dương thần không biết nói gì, dương thần đem lâm khôn ném vào thùng rác lần nữa, vừa mới quay đầu lại, chợt nghe tiếng vú vương hét lên, tiểu thư. mươi 53, nửa tháng, giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản. Chỉ có ánh đèn nê ông mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau, dọc theo đường vành đai tốc độ cao, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề, ở một giải phân cách trồng đầy cây xanh phía bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt. Và dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhảy múa. Đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm, mặc dù lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt ban ngày. Cách đó không xa chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như một vành đai ngọc trên trời. Kết hợp với dải ngân hà trên bầu trời, một dãy kiến trúc màu trắng hắt bóng xuống bờ sông. Nơi này là bệnh viện sang trọng nhất của thành phố Trung Hải, phong cảnh thanh tịnh khiến người bệnh ở đây có thể khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nhưng đồng thời, số tiền phải chi tiêu ở đây cũng khiến những người bình dân phải hoảng sợ lùi bước. Lúc này, ở khu phòng bệnh của bệnh viện, trong một hành lang rộng, sâu thẳm, Dương Thần và Vũ Vương ngồi trên chiếc ghế dài được thiết kế để mọi người ngồi chờ đợi, im lặng ngồi đợi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn được đốt tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá, nhưng đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện, đành bực mình cất lại, thở dài, đứng dậy thong thả bước đi cậu, vú vương hai mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong, lo lắng nói, cậu, sao bác sĩ và y tá vẫn chưa ra, tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ, yên tâm đi. tuy tôi không phải bác sĩ nhưng cũng biết chút về y học, nhược khê sẽ không việc gì. dương thần an ủi, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc trạng vàng đưa nhược khê vào viện, trong lòng cũng khó có thể yên tâm. ngay lúc dương thần ném lâm khôn vào thùng rác, vừa mới quay người lại. Chỉ thấy Lâm Nhược Khê đang đứng trên bãi cỏ đột nhiên hai chân mềm nhũn, loạng choạng ngã xuống nền cỏ, Dương Thần chạy vụt đến bên Lâm Nhược Khê như một mũi tên, nâng người cô dậy mới phát hiện, không ngờ cô bị hôn mê, trải qua không ít kinh nghiệm khiến Dương Thần không bị kích động như Vũ Vương, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, đồng thời ôm Lâm Nhược Khê quay vào phòng, kiểm tra đơn giản một chút. Thấy Lâm Nhược Khê bị sốt cao, Vô Vương lập tức đem khăn lạnh và đồ cấp cứu đến chăm sóc cho đến khi xe cứu thương đến đưa Nhược Khê đi bệnh viện, một loạt biến cố khiến Dương Thần trong lòng rất loạn. Cái cô gái không hiểu phong tình, lạnh như tảng băng này, tuy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân thật sự vì cô mà lo lắng, sợ hãi, là bởi vì cô rất giống người kia, hay là vì cô là người vợ trên danh nghĩa của mình? cũng có thể là chỉ vì cô trong lúc dương thần đang suy nghĩ hỗn loạn cửa phòng bệnh bật mờ, vú vương chạy lên đón lấy cánh tay bác sĩ hỏi bác sĩ tiểu thư nhà tôi thế nào bác sĩ cười trấn an yên tâm đi đã qua cơn nguy hiểm cơn sốt đã hạ giờ chỉ cần được chăm sóc chu đáo vú vương vui mừng chảy nước mắt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cảm ơn bác sĩ bác sĩ nhìn tài liệu ghi chép trên tay có chút ẩn ý hỏi xin hỏi lâm tiểu thư gần đây có phải áp lực công việc rất lớn vú vương sửng sốt trả lời chi tiết đúng vậy tiểu thư nhà tôi kỳ thực lúc nào cũng làm việc chăm chỉ mấy ngày nay lại thường xuyên thức đêm có việc gì không ạ cơ thể lâm tiểu thư bị suy nhược nghiêm trọng căn cứ vào chuẩn đoán bệnh chắn hẳn là cô ấy phải chịu áp lực rất nặng từ công việc và gánh nặng tâm lý trong thời gian dài lần này sốt cao cũng là do cơ thể suy nhược bị phong hàn hẳn là không được ngủ đủ giấc nếu cứ như vậy cho dù lần này chữa khỏi, lần sau vẫn có thể tái phát, bệnh nhiều lần có thể khiến cơ thể hoàn toàn suy nhược, bác sĩ cao mày nói, vô vương lập tức lo lắng hỏi, bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thư nhà tôi đó, yên tâm, đây không phải bệnh quá nặng, người bệnh chỉ cần được chăm sóc chu đáo một thời gian, nếu có thể ở lại bệnh viện khoảng nửa tháng. Tiến hành điều trị bằng thuốc đông y thì có thể khôi phục thể trạng khỏe mạnh, bác sĩ cười nói vú vương lộ vẻ mặt khó xử nửa tháng chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý cô ấy phải đồng ý dương thần thản nhiên nói một câu giọng điệu không để ai thương lược sau đó nói với bác sĩ bác sĩ ngoài điều trị đông y ra còn phải làm gì nữa vị này là tôi là chồng của lâm nhược khê tên dương thần bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc nhưng lập tức mỉm cười nói ồ thật ngại quá tôi không biết lâm tiểu thư đã kết hôn dương tiên sinh nếu có thời gian dành có thể đến đưa bà xã đi hít thở không khí trong lành trong hoa viên của bệnh viện gánh nặng tâm lý của bệnh nhân rất lớn nhất định phải giải quyết yêu sầu không thể chỉ điều trị về mặt thể xác dương thần gật gật đầu vô cùng đồng ý trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ con thuyền lớn trong ngành sản nghiệp thời trang như công ty quốc tế ngọc lôi trong nhà không còn thân nhân người cha duy nhất ngoại trừ việc thêm phiền phức cho cô chẳng có đóng góp giúp đỡ gì trên thương trường phải đối phó với nhiều kẻ thù rào hoạt, cuộc sống tình cảm lại cô đơn, bất lực, lại còn thường xuyên bị đám công tử con nhà giàu như hứa chí hoành dò xét. Người phụ nữ này có thể cố gắng đến giờ là việc khiến cho người khác phải kính sợ, sau khi tiễn mấy người y tá, vũ vương thở dài, nói, cậu, nếu tiểu thư phải nằm viện, tôi phải về nhà mang một ít đồ dùng cần thiết đến đây, không thể để lúc tiểu thư tỉnh lại cần cái gì lại không có. Vũ vương vất vả rồi dương thần chân thành tha thiết mỉm cười kỳ thực bên cạnh lâm nhược khê không phải là không có ai ít nhất vẫn có vú vương nhìn cô lớn lên luôn chăm sóc không rời bỏ cô vú vương lắc đầu có phần cảm động tôi chỉ làm một ít việc lặt vặt nếu không nhờ có cậu tiểu thư đã bị lão gia ép đến đường cùng rồi cậu mới thật sự là người làm nên chuyện tiểu thư lựa chọn cậu thật là lựa chọn không thể đúng hơn dương thần không thể tự phủ nhận là thế nếu không phải chính mình có chút tài năng, Lâm Nhược Khê cũng đã bị Lâm Khôn ép đến cùng rồi. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn giả với mình, không ngờ tấm sổ số mà cô vớ được lại là tấm vé độc đắc, đợi Vũ Vương đi rồi. Dương Thần khẽ đẩy cánh cửa gỗ phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, trong phòng ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ khắp cả giường bệnh, Lâm Nhược Khê tóc rối tung khuôn mặt diễm lệ, lạnh lùng trước đây bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió, yên lặng nhắm mắt, thở đều, nhưng cặp mày cong cong như lá liễu của cô hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không hài lòng, đến nằm mơ cũng phiền não sao, dương thần ngồi trên trí ghế cạnh giường, không nói gì, say sưa nhìn cô gái đang mê man trên giường bệnh, từng đường nét của cô, khí chất của cô, tất cả giống y hệt người kia, dần dần, dương thần quên mất cả thời gian cốc cốc, phòng bệnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi dương thần đầu lại đã có người nhẹ nhàng, khéo léo đẩy cửa phòng đi vào. mươi 54, chị em tốt, người bước vào phòng hít thở rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy nhiễu đến lâm nhược khê ở trên giường, dương thần nghe bước chân không phải của vũ vương, nghi hoặc quay đầu ra, nhìn người đi vào, lập tức há hốc mồm. Sao lại là anh? Mạc Thiện Ni kinh ngạc hỏi trước, con người đầy nước đáng yêu mờ to khiến gương mặt đang u ám nhưng vốn quyến rũ của cô thoạt nhìn mê hoặc lòng người. Tôi cũng muốn hỏi câu này, sao cô lại tới đây? Dương thần nhíu mày, dù sao quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Khê vẫn là bí mật. Nếu để Mạc Thiện Ni biết, có lẽ sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người. Đang lúc hai người còn đang kinh ngạc, cửa phóng lại lần nữa mở ra. Vũ Vương kéo một hòm hành lý đi tới, mặt mỉm cười nói, Mạc Tiểu Thư, đây là cậu chủ chồng của tiểu thư nhà tôi đều nhờ vào cậu tiểu thư mới có thể khỏe lại vú vương mạc thiện ni không thể tin nổi chỉ vào dương thần thiếu chút nữa thì kêu lên sợ hãi vú vú nói dương thần là chồng của nhược khê sao ngạc nhiên lắm à nếu vú vương đã nói ra dương thần cũng chẳng che giấu nữa cười xấu xa hỏi hay phải nói là đã làm tổn thương mạc tiểu thư tiểu thư phát hiện ra không còn cơ hội gì với người đàn ông ưu tú như tôi mạc thiện ni cắn răng thờ phi phi nói, thôi. Tôi chỉ buồn bực, nhược khê sao lại lẳng lặng kết hôn, còn lấy tên vô lại như anh làm chồng. Chắc chắn là do ngươi âm mưu quỷ kế gì rồi, vũ vương nhìn thấy hai người vừa gặp đã đối đầu gay gắt, vội vàng khuyên can, được rồi, được rồi, mạc tiểu thư, cả cậu nữa, đây vẫn là phòng bệnh, mọi người đều là người thân nhất của tiểu thư, hay là bớt chút tranh cãi, hòa hảo một chút đi, dương thần bĩu môi, hỏi, vũ vương sao lại cùng cô ta tới đây vú vương cười giải thích lúc nãy trên đường tôi về nhà lấy ít đồ mạc tiểu thư gọi điện hỏi tiểu thư có nhà không chắc cậu không biết mạc tiểu thư và tiểu thư trước kia quen biết nhau rất sớm lúc còn lão phu nhân lại thường xuyên ở bên nhau hiện giờ lại cũng làm việc ở ngọc lôi cho nên quan hệ vô cùng tốt trước mạc tiểu thư còn thường tới nhà ta ăn cơm từ sau khi lão phu nhân qua đời mới ít đến vì thế mạc tiểu thư hỏi tôi cũng không giấu giếm nghe nói tiểu thư nằm viện mạc tiểu thư nhất định đòi cũng tôi vào thăm không ngờ mạc thiện ni và lâm nhược khê lại là bạn thân cũng là lúc ở công ty nhìn thấy quan hệ giữa bà xã mình và sếp mình rất tốt hóa ra còn có mối giao tình này vậy cảm ơn mạc tiểu thư quan tâm nhược khê bệnh tình hiện đã không sao rồi nếu cô mệt có thể yên tâm về đi ngủ rồi mạc thiện ni trợn mắt với dương thần một cái trong lòng tức giận buồn bực vì người như vậy mà trở thành ông xã của chủ tịch. Thế nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện này, cô đi đến bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lo lắng nói, "Ngươi buồn ngủ thì đi ngủ đi, ta muốn ở đây cùng Nhược Khê." Cũng không phải là bà xã của cô, cô ở đây làm gì?" Dương Thần vui đùa nói, Mạc Thiện Ni tức không thể đánh hắn một cái, "Thôi đi. Đừng tưởng rằng làm chồng của Nhược Khê là giỏi, chúng tôi quen nhau đã 7, 8 năm." anh vốn chẳng hiểu gì cả tôi chỉ biết là nếu cô còn lớn tiếng như vậy bà xã bảo bối của tôi sẽ bị cô đánh thức dương thần bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu khẽ tiếng mạc thiện ni lập tức che miệng chừng mắt hạ giọng nói cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nhược khê lại kiên quyết không chịu sa thải anh ra là không thể sa thải đó là do tôi thật sự có năng lực làm việc dương thần nháy mắt với mạc thiện ni tiểu thư đừng quên cuối tháng chia hoa hồng cho tôi tôi đã đòi lại 400 ngàn, nhắc đến việc này, Mạc Thiện Ni trong lòng nén giận, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Dương Thần, kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Dương, không nói gì nữa, đứng bên cạnh chuẩn bị đồ đạc, Vũ Vương nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chỉ biết than thở, đêm khuya không có tiếng động, ánh trăng như một dòng suối trong vắt chiếu xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng bệnh, mọi vật đều tĩnh lặng, yên bình, đã nửa đêm. Vũ Vương chuẩn bị xong hết áo quần và đồ dùng hàng ngày, Do dự một lúc rồi quyết định quay về biệt thự Long Cảnh Uyển chờ đợi, dù sao cũng phải có người trông nom khu nhà lớn như vậy, chuẩn bị những việc thường ngày. Trong viện cũng có chuyên viên chăm sóc đặc biệt, ban ngày có thể đến thăm Lâm Nhược Khê, buổi tối cũng không cần thiết ngủ lại trong phòng bệnh, ngoại trừ Lâm Nhược Khê đang ngủ say, chỉ có Dương Thần và Mạc Thiện Ni hai người ngồi bên giường, trầm mặc không nói gì, sau đó một lúc lâu, Mạc Thiện Ni thật sự không chịu nổi bầu không khí trầm lặng như vậy. Nói, làm sao anh lại kết hôn được với Nhược Khê? Cô ấy vẫn chưa nói với tôi. Vốn không định hoàn toàn công khai, giờ cô đã biết, hy vọng cô không nói cho mọi người trong công ty. Tôi không phải người ba hoa, tôi là chị em tốt của Nhược Khê, nhưng thật ra, anh đột nhiên xuất hiện, lại trở thành chồng của Nhược Khê, có phải anh có ý đồ gì không?" Dương Thần mỉm cười nói, nghe Vú Vương nói, hai người từ nhỏ đã quen nhau cô hẳn là phải rất quen thuộc với cô ấy đúng vậy lúc tôi còn nhỏ chính nhờ bà nội của nhược khê cũng là chủ tịch đã tài trợ giúp tôi mới có tôi hôm nay nhược khê là chị em tốt của tôi cũng là cốt nhục của ân nhân tôi tôi tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương cô ấy dương thần không để ý đến ánh mắt đề phòng của mạc thiện ni tiếp tục nói nếu hai người quen nhau lâu vậy cô cảm thấy là nhược khê hay cô thông minh hơn cô ấy thông minh tuy rằng tôi không muốn thừa nhận nhưng từ nhỏ đến lớn cô ấy xác định làm gì thì cũng tốt hơn tôi tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình giúp cô ấy chia sẻ công việc mạc thiện ni trợn mắt liếc dương thần một cái nói vậy cô cảm thấy việc mà cô nghĩ ra được cô ấy sẽ không nghĩ được tôi và cô ấy kết hôn tôi có lý do của tôi cô ấy có lý lẽ của cô ấy không liên quan gì đến cô dương thần nói mạc thiện ni nghiến răng không nói thì thôi Toàn là ngụy biện, mắng người thua tục. Đừng tưởng làm chồng của Nhược Khê mà tôi không trị được anh, dù thế nào tôi vẫn là sếp của anh đấy." Dương Thần lắc đầu đứng lên, "Tôi chỉ là ngẫu nhiên chơi trò chơi IQ cao, lúc nhàn rỗi cùng các em gái tâm sự, làm chuyên gia tâm lý, cô đừng gây phiền toái cho tôi, tôi cũng không đụng đến cô. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi còn có việc, Mạc tiểu thư nếu muốn về nhà tôi có thể tiễn một đoạn đường, nếu muốn ở lại cẩn thận kẻo cảm lạnh nói xong hắn cười quái dị liếc nhìn lâm nhược khê rồi đi ra khỏi phòng không quay đầu lại mạc thiện ni vẫy bàn tay trắng như vấn về phía dương thần vài cái quả muốn dậm chân mắng to vài câu nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn đợi dương thần đi không bao lâu mạc thiện ni thở dài một hơi cảm thấy vì loại người này mà tức giận thì không đáng giơ tay cầm lấy một bàn tay ngọc ngà trên giường bệnh của lâm nhược khê nhẹ giọng thì thầm nhược khê sao cậu lại chọn cái tên vô lại như vậy làm chồng cho dù là đề ngụy trang gạt người cũng không nên chọn hắn không nên tra tấn mình như vậy thật ra cũng không đến nỗi mạc thiện ni sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên đã thấy lâm nhược khê không biết từ lúc nào đã mở mắt ra tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh lại ánh mắt dịu dàng nhìn mạc thiện ni nhược khê cậu tỉnh rồi mạc thiện ni có chút vui bất ngờ lâm nhược khê thản nhiên cười có vẻ rõ ràng rất thân thiết với Mạc Thiện Nhi, anh ta vừa đi tớ liền tỉnh lại, chẳng lẽ cậu tỉnh lại rồi nhưng cố ý chờ hắn đi à? Mạc Thiện Nhi giờ khóc giờ cười. Anh ta còn ở đây tớ không dám tỉnh lại, Lâm Nhược Khê trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không nói nhiều thêm nữa, lại nhắm mắt yên tĩnh. Chương 55, đại thiếu gia anh minh, ban đêm, trong nhà Trung Hải hứa đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trên đường mòn bao quanh hoa viên lớn không chỗ nào không có nhân viên bảo an tuần tra trong một phòng ngủ phong cách baroque, ánh sáng vô cùng ảm đạm, hứa chí hoành mặc bộ áo ngủ đen đứng cạnh bàn, tự rót cho mình ly rượu vang đỏ la phai, mới nâng chén lắc lắc vài cái, chưa kịp uống ngụm nào thì chợt nghe cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm. Vào đi, hứa chí hoành nhíu mày, trên người mặc áo phông màu đã phai hết và chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, mau cầu cười hì hì đi vào, dâu trên mặt hắn chắc phải đến 10 ngày không cạo mùi mồ hôi từ xa đã có thể ngửi thấy. Đã nói với người bao nhiêu lần rồi, cánh cửa này là tác phẩm nghệ thuật. Muốn vào cửa thì gọi, hứa chí hoành bó tay với tên thủ hạ của chính mình. Mau cầu cười hì hì nói, là tại vui quá nên quên mất người trước giờ chưa bao giờ nhớ. Hứa chí hoành trừng mắt liếc mau cầu một cái, mau cầu kinh ngạc, lơ đễnh uốn mấy sợi tóc đầy dầu. Đại thiếu gia, thiếu gia có biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không? Hứa chí hoành đi đến chỗ cửa sổ thản nhiên nói, nói mau, không có tình cảm, thảo nào không theo đuổi được cô bé họ Lâm. Mau cầu nói thầm một câu rồi mới trả lời, Lâm khôn đến tìm, nhờ giúp hắn xử lý cái tên Dương Thần, tôi nghĩ hay là thuận nước đầy thuyền, nguyện cho hắn năm tên cựu binh đã xuất ngũ. Không ngờ hôm nay cả năm tên đó đều bị một mình Dương Thần ném vào thùng rác cùng Lâm Khôn. Đại thiếu gia, cậu nói xem có buồn cười không, nhạc phụ của hắn cũng bị hắn ném vào thùng rác Hứa chí hoàng lắc nhẹ vang đỏ trong ly rượu, trầm tư một lát rồi nói, xem ra tên dương thần này không đơn giản, tiếc là có quá ít tư liệu về hắn, thật khó nghĩ cách giải quyết hắn. Đại thiếu gia không phải sợ rồi chứ, mau cầu chế nhạo, hứa chí hoành cười lạnh, sợ, chỉ biết mấy đường quyền cước, mồm mép vô lại, ta sợ hắn làm gì, hắn chẳng qua rồng trên trời không đánh nổi rắn dưới đất, chỉ là một nhân vật nhỏ mới từ nước ngoài về nước hơn nửa năm lẽ nào có thể lật trời? Vậy thiếu gia muốn bây giờ tôi đi giải quyết hắn không? Tôi nghe bọn rác rưởi nói hắn thân thủ nhanh nhẹn, tôi bắt đầu hơi ngứa tay rồi, mau cầu hưng phấn nói, hứa trí hoành lắc đầu, không cần, chuyện này tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào. Lâm Nhược Khê bình thường không nói gì bao giờ, nhưng kỳ thật trong thành phố này chuyện gì cô ta cũng biết, cô ta chưa chắc đã là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người phụ nữ nguy hiểm nhất, không cần làm cô ta nóng này đừng ép cô ta làm những chuyện mà cô ta không muốn đại thiếu gia cậu vẫn coi trọng lâm tiểu thư như vậy cô ta rốt cuộc có bản lĩnh gì chứ mao cầu buồn bực hỏi hứa chí hoành nhấp ngôi một ít rượu vang đỏ kỳ thực ta cũng không dám khẳng định nhưng về chuyện dương thần cẩn thận một chút vẫn hơn ngươi yên tâm không cần chúng ta ra tay cái tên lâm khôn không có đầu óc đó cũng sẽ không chịu để yên đâu đại thiếu gia anh minh đừng có nịnh nọt biến khỏi phòng ta về đi tắm đi nói thật tuần trước tôi mới tắm mà sáng sớm hôm sau dương thần lái xe đi vào chợ khu tây mua đồ ăn sáng lão lý quả nhiên đã bày quán ở chỗ cũ như mọi khi vẻ mặt lão vui mừng nhìn qua đã biết là tâm trạng không tồi nhìn là biết ngay vì chuyện của bố con họ trần gánh nặng trong lòng được cất xuống nhìn thấy dương thần đi tới lão lý cười chào hỏi đến rồi à tiểu dương nghe mọi người nói cậu đi làm ở công ty nào đó cũng tốt Thế mới đúng là việc người trẻ nên làm, đều là đi làm cả thôi, không có khác biệt gì lớn, tiếc là sau này ít thời gian khoác lác với mọi người, ngồi văn phòng thật sự không được tự do như nơi này, Dương Thần cười nói, lão Lý cười bỡn cợt, hôm qua Tinh Tinh rất vui, cậu có nói gì với nó không thế? Dương Thần ngẫm nghĩ một chút nói, tôi hẹn với cô ấy hôm nay đến trường học thăm cô ấy. Lão Lý vẻ mặt giật mình, vỗ vai Dương Thần, người trẻ tuổi đối xử với nhau cho tốt. Tinh tinh nhà tôi tính tình đơn giản, đừng để nó phải oan ức, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhìn về mặt, tôi biết hết của lão Lý. Dương Thần muốn giải thích vài câu, nhưng lại nói không nên lời, chỉ ngại ngùng gật gật đầu, lại mang túi lớn túi bé đồ ăn sáng tiến vào văn phòng. Tất cả đám phụ nữ trong phòng quan hệ xã hội đã nghiền cổ chờ mong, nhìn thấy đủ loại điểm tâm lại diếu ra diếu rít khen ngợi Dương Thần. Dương Thần vừa ngồi xuống chuẩn bị mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng thì nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của mạc thiện ni đi vào văn phòng mạc thiện ni liếc mắt nhìn dương thần một cái lại nhìn đống quẩy bánh bao còn thừa chất đống trên bàn làm việc của dương thần tức giận đi ngay đến chỗ hắn đã là chồng người ta vợ bị ốm nằm viện hắn đi thăm lại còn nhớ mua cả đống đồ ăn cho đám phụ nữ trong phòng ăn cô bất giác lộ ra vẻ chế giễu nói thật là quan tâm đồng nghiệp quá mua đồ ăn tậm tâm tận lực như vậy không biết là có nghĩ đến mang cho người nào đó một chút không mạc tiểu thư cũng muốn ăn ư không sao dù sao vẫn còn rất nhiều dương thần cầm một chiếc bánh bao trên bàn hào phóng đưa cho mạc thiện ni anh biết tôi đang nói đến ai mà mạc thiện ni thấp giọng nói dương thần cười bất đắc dĩ nhược khê ăn những món thanh đạm tốt cho sức khỏe vú vương khắc sẽ làm thức ăn mang tới tôi không thể mang quẩy bánh bao đến cho người bệnh được không có tim phổi vô tâm không phải lấy cớ tuy giải thích này nghe có lý nhưng mạc thiện ni cũng không chấp nhận phát hiện ra người phụ nữ này có thành kiến rất lớn về mình dương thần cũng không tính toán nữa nhún nhún vai lấy lại bánh bao tự mình ăn mạc thiện ni ở viện cả đêm với lâm nhược khê cũng thấy đói bụng trong văn phòng lại tràn ngập mùi thức ăn bụng lại càng kêu thấy dương thần lấy lại bánh bao thật buồn bực thầm mắng dương thần keo kiệt không phong độ Cô giơ tay nhấc gói bánh trèo trên bàn rồi đi nhanh về phòng làm việc. Đói bụng còn cứng miệng, Dương Thần cười thầm, rất nhanh, đã đến giữa trưa. Dương Thần khéo léo từ chối ba người triệu Hồng Yến mời ăn cơm, lái xe đi tới bệnh viện. Bệnh viện hàng đầu Trung Hải vào buổi sáng khá vắng vẻ, dù sao thì khu này rộng lớn lại ít người bệnh, điều này rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng. Dương Thần tìm đường đi đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, thấy cửa phòng mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, cẩn thận đến gần nhìn vào đúng là người quen mới gặp hai ngày trước nhược khê viện trưởng viện này rất thân với nhà anh chỉ bằng để anh bảo bọn họ cho em đến phòng săn sóc đặc biệt tốt nhất ở đây coi như là chốt tâm ý của anh hứa chí hoành vẻ mặt thương tiếc nhìn lâm nhược khê nói lâm nhược khê tựa đầu vào chiếc gối trắng phong khuôn mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ giọng trong suốt không cần đâu cảm ơn anh đã tới thăm tôi nhược khê em nói vậy là coi anh là người ngoài rồi. Nếu không phải gần đây anh khá bận, anh hy vọng có thể ở viện chăm sóc em nhiều hơn. Kỳ thực, những người như chúng ta rất thiếu những khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau. Hứa Chí Hoành xúc động nói, lần này hứng thú tiếp lời của Lâm Nhược Khê đã hết, dường như chẳng nghe thấy gì nữa, mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn. Vũ Vương cảm thấy không khí trầm mặc trong phòng không thoải mái, muốn giúp Lâm Nhược Khê nói mấy lời khách khí thì thấy Dương Thần đứng ở cửa phòng bệnh, liền lộ ra nụ cười chấn an, cậu đến rồi. mươi 56, như thế thì khó lắm, Dương Thần gật đầu với Vũ Vương, nói với hứa Chí hoành, hứa đại thiếu gia thật tốt bụng quá, còn đến sớm hơn ông xã như tôi, hứa Chí hoành mặt không biến sắc, khiêm tốn cười nói, Dương Tiên Sinh nói đùa rồi, tôi với Nhược Khê là chỗ thân tình. Nghe cô ấy bị ốm tôi liền vội vã chạy vào thăm, dương thần tỏ vẻ giật mình, cười quái dị bước đến, đại thiếu gia nếu đến thăm bệnh thì đã mang những quà tặng gì đến rồi, hứa chí hoành lòng thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ, chỉ gió hoa quả bên giường nói, tôi mang đến một ít hoa quả, tôi biết nhược khê không thích phô trương nên chỉ đơn giản bày tỏ thành ý vậy thôi, dương thần đi đến cạnh gió hoa quả, cầm một quả táo đỏ ao ngắm nghía, rồi thất vọng nói là táo thật à hứa chí hoành nghi hoặc nói đương nhiên là táo thật dương tiên sinh nói vậy là có ý gì ha ha dương thần tiếc nuối cười nói tôi nghĩ hứa đại thiếu gia là người lắm tiền tặng táo cũng là táo vàng chứ ai biết chỉ là táo bình thường không có ý gì khác hứa chí hoành chỉ cảm thấy phổi chính mình phình lên tên này đầu óc sao vậy táo vàng ư tên điêu dân dân đen vô lại dương tiên sinh nói thật hay nói chơi vậy ha ha Hứa Chí Hoành cười cười nói, Lâm Nhược Khê nãy giờ ngồi ở trên giường vẫn không quay đầu lại nhìn hai người kia, giờ hơi quay lại nhìn lướt qua, thấy bộ dạng của Hứa Chí Hoành, khóe miệng cũng hơi động đậy, nếu không phải vì bận tâm đến sự lớn mạnh của Hứa Gia và việc hợp tác trong làm ăn kinh doanh, Lâm Nhược Khê thậm chí còn hy vọng Hứa Chí Hoành biến mất khỏi thế giới này mới tốt. Dù sao cũng tại gã, nếu gã không suối bẩy thì Lâm Khôn đã không gây ra nhiều chuyện như vậy khiến cho cô phải hao tâm tổn sức, khiến cho cô tiểu tụy đến mức giờ phải nằm bệnh viện, chỉ tiếc bản thân không có khả năng làm một số việc gây khó dễ cho hứa trí hoành. Cho nên những gì Dương Thần đã làm về ý nghĩa nào đó cũng là việc Lâm Nhược Khê hy vọng nhìn thấy, Dương Thần không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy, lắc lắc đầu nói, năng lực của hứa đại thiếu gia tôi biết, những thứ như táo vàng không thành vấn đề, chỉ xem có tình nguyện tặng không thôi. Đương nhiên rồi, vật đáng giá như thế, tuy trong mắt hứa đại thiếu gia không là gì nhưng cũng không thể đem tặng người mới quen cho nên đôi vợ chồng nhỏ chúng tôi cũng không ép được hứa đại thiếu gia tặng táo thật chúng tôi xin cảm đại ơn đại đức rồi nói xong dương thần rút tờ khăn giấy lau lau quả táo trên tay rồi há miệng cắn một miếng to bộ dạng rất hưởng thụ nói không tồi rất ngọt hứa đại thiếu gia chọn táo rất giỏi xem ra ngày nào đó đổi việc sang làm vườn cũng không tồi hứa trí hoành suýt ngất xỉu từng gặp qua tên không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp tên không biết xấu hổ nào mà lại bị tên vô lại ấy nói ba sao một hồi, khiến bản thân mình biến thành quỷ hẹp hòi, thần dữ của, điệu bộ, còn, còn thành tên làm vườn. Bản thân hắn đến để thăm bệnh chứ không phải để nghe mắng, còn nữa, táo ngọt như quỷ kia đâu phải do ta chọn, tất nhiên, hứa chí hoành còn không ngốc đến mức nói câu, táo là người khác giúp ta mua, nói vậy không phải là nói thành ý của mình không đủ sao ý thức được việc nếu cứ ngồi đây thì sẽ phát điên mất, Hứa Chí hoành mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói, "Chiều nay tôi còn phải họp, vậy không làm phiền em dưỡng bệnh nữa." Nhược Khê, rảnh rỗi anh lại đến, nói xong lập tức đi khỏi phòng bệnh, Vũ Vương nãy giờ nhịn cười giờ không nhịn nổi, bật cười hi hi, "Cậu cũng thật biết cách nói, Hứa đại thiếu gia kia chắc phải tức giận đến vài ngày." Dương Thần cắn miếng táo to nói không có đông nếu hắn tức lâu vì chuyện này thì nên buông tha cho nhược khê từ sớm rồi vú vương liếc mắt nhìn lâm nhược khê ngồi im không lên tiếng giống như không ở trong phòng nói tôi đi ra ngoài một chút cậu trò chuyện với tiểu thư nhé đợi mẹ vương sắp xếp chu đáo đi rồi dương thần chén sạch sẽ quả táo trên tay đặt mông ngồi xuống đầu giường lâm nhược khê cười nói bà xã nhược khê ngoan nào táo này không tồi có muốn ăn một quả không lâm nhược khê mặt không thay đổi vẫn nhìn ra cửa sổ giống như không nghe thấy gì dương thần vừa lòng gật gật đầu lần này không cấm anh gọi em như vậy có tiến bộ hơn nữa còn muốn ăn táo biết làm nũng tiến bộ lắm thưởng cho em anh sẽ tự mình gọt táo tuy mấy ngày nay cô đã chứng kiến rất nhiều lần người chồng hợp đồng này mặt dày nhưng lâm nhược khê vẫn cảm thấy bản thân đánh giá thấp người này rồi coi sự im lặng của cô là làm nũng anh có thể nói chuyện đứng đắn chút không lâm nhược khê thở dài quay đầu lại, muốn nói chuyện tử tế với Dương Thần, đừng đắn, anh vẫn đừng đắn mà. Ông xã gọt táo cho bà xã ăn, có gì là không đừng đắn. Dương Thần cười, với con dao gọt hoa quả, ánh bạc loang loáng của con dao trên tay hắn xoay tròn 360 độ, liên tục mấy vòng đẹp đẽ, quả táo như thể dính vào tay hắn. Lâm Nhược Khê đang muốn nói thêm gì đó, nhìn thấy chiêu thức của Dương Thần, không khỏi tò mò cẩn thận xem chừng dương thần lấy một quả táo rất ngon tay kia nắm dao gọt hoa quả sau khi hơi dừng lại một lát lưỡi dao rất nhanh xoay vòng quanh lớp vỏ táo động tác của dương thần rất nhanh nhanh đến nỗi lâm nhược khê ngồi gần như vậy cũng không nhìn rõ chỉ thấy con dao gọt hoa quả nho nhỏ hóa thành vô số ánh sáng gọt liên tục xung quanh quả táo gọt vỏ táo dường như trở thành việc chế tác tác phẩm nghệ thuật cũng giống như làm gốm điêu khắc gỗ không theo dõi đến cùng người sẽ không biết được thành quả như thế nào, không đến nửa phút. Dương thần dừng tay, đưa quả táo đã gọt xong cho Lâm Nhược Khê. Vâng, phần thưởng của ông xã cho bà xã, Lâm Nhược Khê nhìn quả táo trước mặt hơi sửng sốt, sau đó là một cảm giác gì đó không rõ. Bất giác ngây ra, quả táo vỏ đỏ lúc nãy giờ đã bị gọt phần lớn vỏ, nhưng trên quả táo đã gọt, rõ ràng còn lưu lại một ít vỏ mảnh khảnh, hình thành dòng chữ màu đỏ xinh đẹp chúc vợ khỏe mạnh lâm nhược khê ý thức được khóe mắt hơi ẩm ướt nhưng lập tức kìm chí cảm xúc nói anh chỉ giỏi những thứ bang môn tà đảo những chuyện vô vị gọt táo còn như vậy nữa buồn nôn dương thần cười hi hi mặt hơi đỏ lên kỳ thật anh cũng thấy buồn nôn thế nên bà xã ngoan mau ăn đi hay là để anh đốt cho nói xong hắn liền đưa miếng táo lên tận đôi môi xinh đẹp của lâm nhược khê để em tự ăn Lâm Nhược Khê vội vàng giành quả táo trong tay Dương Thần, nhưng khi nhìn dòng chữ đỏ trên quả táo trước mắt lại dừng lại, không nỡ ăn, Dương Thần làm ra vẻ nói, không phải em không nỡ ăn quả táo đẹp như vậy chứ. Không sao, cùng lắm thì lại gọt cho Nhược Khê nhà ta một quả khác, nhưng lần này nên khắc câu gì khác đây. Đừng nghĩ linh tinh, em chỉ muốn biết anh đã rửa tay chưa thôi. Lâm Nhược Khê lập tức ngắt lời, nhìn thấy Lâm Nhược Khê cắn từng miếng nhỏ ăn quả táo mình gọt dương thần cũng không trêu cô nữa chỉ cảm thấy băng sơn nữ này hai tay cầm táo nhẹ nhàng nhai nuốt bộ dạng có vài phần đáng yêu cảm ơn anh lâm nhược khê đột nhiên nhẹ giọng nói dương thần hoài nghi mình nghe nhầm cái gì em nói cảm ơn anh cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em em phát hiện em không chán ghét anh nhiều như trước lâm nhược khê ngẩng đầu nói đôi mắt long lanh như nước mùa thu dương thần cười khổ không cần cảm ơn đợi ngày nào đó em thích anh, từ ông xã tạm thời thành chính thức là anh cảm ơn trời đất rồi. Lâm Nhược Khê nghe hắn nói vậy cũng không tức giận, có điều suy nghĩ một lát rồi đáp, như thế thì khó lắm. mươi 57, thật trùng hợp, băng sơn nữ dù sao vẫn là băng sơn nữ, tuy rằng phá lệ nói mấy câu, nhưng nói xong lại quay về trạng thái, tắt máy, dương thần đến lúc phải rời khỏi bệnh viện, vì buổi trưa chưa ăn cơm nên thấy hơi đói sau khi lái xe đến một hàng cơm nhỏ giải quyết cơn đói cũng không về công ty mà hỏi đường đi tới trường nhất trung ở trung hải tìm lý tinh tinh đối với cô bé đơn giản này dương thần vẫn không biết nên xử lý tình cảm giữa hai người thế nào không đành lòng làm cô bé tổn thương không muốn thấy cô khổ sở nhưng xét cho cùng dương thần biết trình mình cũng không hoàn toàn nghĩ đến việc bỏ qua lý tinh tinh đàn ông chỉ muốn tìm cho mình một lý do chính đáng mà thôi trường nhất trung là trọng điểm của trọng điểm ở trung hải nên hỏi đường một cái là có thể dễ dàng tìm ra được đỗ xe ở bãi để xe ngoài trời dương thần vừa xuống xe mới nhớ ra quên chưa hỏi lý tinh tinh chỗ gặp mặt nhưng cũng không vội gọi điện cho cô hỏi dù sao cũng nên giữ lại chút niềm vui bất ngờ có lẽ thấy dương thần đi xe bmw tới trường nên mấy người bảo vệ ở cổng cũng không ngăn lại chỉ liếc mắt cười cười cho đi qua vườn trường nhất chung đối với Dương Thần hơi kỳ lạ. Thực ra Dương Thần hầu như chưa đến trường bao giờ, trong trường học bố cục chỉnh tề, đám cây cỏ có vài tấm bảng gỗ ghi những lời dân dạy, trên đường lại ngẫu nhiên gặp vài thầy cô, học sinh ôm sách vở đi qua. Đối với Dương Thần đây là cảm giác vô cùng mới lạ, sau khi hỏi thăm một giáo viên trên đường, Dương Thần mới tìm được lầu dành cho giáo viên. Hắn nhớ Lý Tinh Tinh là giáo viên tiếng Anh, rất nhanh tìm thấy cánh cửa văn phòng có tên, Lý Tinh Tinh bên trên còn có bức ảnh chụp cô gái mỉm cười, có vẻ rào rạt thanh xuân. Sau khi gõ cửa ba tiếng, bên trong có tiếng nói, mời vào, đúng là tiếng nói quen thuộc của Lý Tinh Tinh. Dương thần mở cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi bên trong, một người tất nhiên là Lý Tinh Tinh, tóc đuôi ngựa buộc dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm lấy đùi là chiếc quần bò, nhìn rất thanh tịnh. Sự xuất hiện của người còn lại khiến cho Dương Thần kinh ngạc, đúng là. Cô gái đi Land Rover, tình cờ gặp tối hôm trước, cô có mái tóc dài gợi cảm, mặc bộ váy đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót màu bạc như pha lê. Cô ngồi trên ghế, những đường cong trên người như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình thật tỉ mỉ. Hai người phụ nữ phong cách khác biệt nhưng đều rất quyến rũ đang ngồi mặt đối mặt, cùng nhìn về phía Dương Thần đứng ở cửa nhưng lộ ra vẻ mặt khác hẳn nhau. Lý Tinh Tinh vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đứng lên chào dương đại ca nói rồi vui mừng kéo dương thần vào phòng ngồi xuống ghế sao anh đột nhiên đến đây cũng không gọi điện thoại cho em dương thần có chút xấu hổ cười nói cho em bất ngờ tốt hơn sau đó lại thấy vẻ giật mình của cô gái bên cạnh hắn chào trùng hợp quá ta lại gặp nhau rồi đúng vậy đường uyển quan sát dương thần lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của lý tinh tinh trên mặt lộ ra vẻ mờ ám cười nói hóa ra anh cũng quen cô lý lý tinh tinh tò mò hỏi han đường tiểu thư quen dương đại ca gặp mặt một lần đường uyển nói xong lại bổ sung thêm câu không quen lý tinh tinh cũng không nghĩ nhiều gật đầu nói tôi không nghĩ dương đại ca sẽ tới đường đột vậy nhưng nếu mọi người đều quen nhau thì tốt rồi đường tiểu thư còn điều gì cần tìm hiểu tôi sẽ giúp đỡ đường uyển lắc đầu cười nói hôm nay đã quấy dày cô lý lâu như vậy tôi cũng nên về công ty hơn nữa dương tiên sinh đã đến đây rồi nếu tôi không ra về e là không hay lắm nói xong, cô thâm ý nhìn Dương Thần, Dương Thần nào dám đối diện với người phụ nữ này, lúc trước nói rõ là tìm người ta một đêm, bi kịch là vẫn không thể thành công. Giờ trước mặt cô lại tìm Lý Tinh Tinh, khó tránh khỏi muốn đi chỗ khác, hắn chỉ biết nhìn quanh, chính là không dám nói câu nào với Đường Uyển. Lý Tinh Tinh nghe nói vậy đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, nói: "Đường tiểu thư nghĩ quá rồi, quan hệ giữa chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu." Đường Uyển cũng không nói gì. Tào Nhã đứng lên cầm chiếc túi da sa nen nhỏ, coi như là tôi nghĩ nhiều rồi. Về sau chuyện con gái tôi còn phải phiền cô Lý nhiều, cảm ơn cô Lý. Đừng khách sáo, đường tiểu thư đi thong thả, tiễn được đường Uyển. Dương thần mới nhẹ nhàng thở phào, nhớ tới đoạn nói chuyện vừa rồi bèn tò mò hỏi. Tinh tinh, đường tiểu thư nhờ em chăm sóc con gái cô ấy à? Lý tinh tinh gật đầu, cười nói, đúng vậy con gái cô ấy học lớp em em là giáo viên chủ nhiệm cho nên bọn em nói chuyện về con gái cô ấy kỳ thực con bé rất thông minh thành tích cũng tốt có điều rất bướng bỉnh thầy giáo lớp trước rất bực sau khi đổi lớp vài lần đường tiểu thư sợ em có thành kiến với nó nên đã đến nói chuyện với em được một lúc lâu rồi ồ dương thần trong lòng có chút bất ngờ không ngờ đường uyển lại có con gái cô nhìn trẻ như thế đúng là người làm mẹ chẳng trách đêm hôm đó không thể làm gì lý tinh tinh không biết người đại ca tốt bên cạnh mình có tâm sự riêng tiếp tục nói tấm lòng cha mẹ thật đáng thương em thấy giáo dục đứa nhỏ phải có chút kiên nhẫn em định bớt chút thời gian nói chuyện với con bé em nghĩ một cô bé thông minh có thể hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ dương thần gật đầu đồng ý đó là còn có mẹ thương yêu còn không biết quý trọng ta từ nhỏ không cha không mẹ thì biết làm sao chứ Dương đại ca đừng nói mấy chuyện buồn này nữa, Lý Tinh Tinh khuyên giải, an ủi, Dương đại ca của em sớm quen rồi. Dương Thần cười cười, đứng lên nhìn khắp văn phòng trang nhã nói, không hổ danh là trường trung học trọng điểm, phòng làm việc cũng đẹp như thế này. Lý Tinh Tinh lòng vui sướng, nghe được khen liền cười nói, gian phòng này chỉ có em và một cô giáo nữa dùng, có lúc em còn cảm thấy rất lãng phí. Em gái Lý Tinh Tinh nhà chúng ta gian khổ học tập 10 năm dùng căn phòng to như vậy có là gì? Dương thần trêu ghẹo Lý Tinh Tinh bĩu môi nói, Dương đại ca, em, không còn nhỏ nữa, không phải em gái nhỏ nữa. Nói về tuổi, em còn bằng tuổi anh đấy, Dương thần sườn sốt, chỉ thấy Lý Tinh Tinh mở to cặp mắt vô tội, ngân nước nhìn hắn, trong lòng hắn hiểu cô bé này nghĩ gì, có chút ngại ngùng nhưng không biết nên nói cái gì, đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên. Lý Tinh Tinh u oán liếc nhìn Dương Thần một cái rồi mới nhấc điện thoại, nghe xong chỉ nói một câu, "Cảm ơn, tôi biết rồi," liền dập máy. "Sao vậy? Có việc gì gấp sao?" Dương Thần truyền chủ đề đang nói lúc nãy hỏi. Lý Tinh Tinh có chút ngại ngùng mím mím môi, nhìn Dương Thần có phần mong đợi, "Dương đại ca tối nay có thể đi cùng em đến một nơi không?" "Chương 58, cởi quần áo đi, tối nay đi đâu vậy?" Dương Thần nghi hoặc hỏi vài giáo viên trẻ trong tổ anh ngữ của trường muốn làm buổi liên hoan chào mừng em, nói là ở Thiên Phủ Chi Quốc, trên đường quán rượu. Em, em chưa từng đi những chỗ như thế, từ chối mọi người cũng không ổn, em muốn nhờ anh đi cùng em, Lý Tinh Tinh nói xong lại càng lo Dương Thần từ chối. Trên thực tế, lúc biết tin Dương Thần kết hôn, Lý Tinh Tinh Thần bay phát lạc cho đến tận hôm dương thần không chút do dự giúp cô giải quyết bố con họ trần cô mới tỉnh lại dương đại ca của cô không vứt bỏ cô tuy buồn vì chuyện dương thần kết hôn nhưng lý tinh tinh không cách nào bắt bản thân không muốn gặp dương thần khi dương thần nói hôm nay sẽ đến thăm cô cô cả đêm không ngủ được lý tinh tinh không biết sẽ đối mặt với dương thần như thế nào nhưng sau khi nhìn thấy dương thần cô phát hiện mọi việc vẫn không thay đổi trước mặt dương thần cô vẫn cười vui vẻ hoặc đỏ mặt thẹn thúng vì việc nhỏ nào đó nhưng khi đề xuất dương thần đi cùng cô đến quán ăn đêm lý tinh tinh lại sợ cô sợ dương thần sẽ vì thân phận giờ đã thay đổi mà từ chối sợ dương thần vốn không định đáp ứng yêu cầu nhỏ của mình trong nháy mắt trong đầu lý tinh tinh còn đang có nhiều tâm sự lại nghe dương thần đáp lời không thành vấn đề lý tinh tinh mừng rỡ túm lấy tay dương thần thật chứ dương đại ca anh sẽ đi cùng em thật à? Dương Thần cưng chiều bốn mũi cô một cái, chính loại người tâm tư đơn giản này mới làm cho người khác thương tiếc. Xem em mừng chưa kìa, yên nào, phải giữ hình tượng, nhưng tại em đang vui mà, Lý Tinh tinh thẻ lưỡi, tay vẫn không buông tay Dương Thần. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, hơn 2 giờ chiều, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, "Tinh Tinh buổi chiều em còn có việc gì không?" "Không có việc gì, em chỉ có tiếp buổi sáng nay." vừa mới khai giảng nên cũng chưa phải bận biểu, Lý Tinh Tinh đáp chi tiết. Dương thần cười đầy thâm ý, vậy em theo anh đi chỗ này đã. Nếu bọn họ đã chọn đến, thiên phủ chi quốc, đến một cách tùy tiện cũng không tốt lắm. Xử lý nốt mấy việc xong, Dương thần cùng Lý Tinh Tinh đi ra cổng trường, lên xe của trinh hắn. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn trong xe BMW nói, Dương đại ca, anh mua xe có rèm che khi nào vậy? Tuy cô không hiểu lắm các thương hiệu xe, nhưng nhìn bằng mắt, thường cũng nhận ra chiếc xe ô tô này không phải loại thường. "Ồ, giờ đổi việc mới, phải lái xe nên anh mua." Dương Thần không giải thích nhiều, không thể nói là mình lấy đại xe trong gara nhà bà xã được. Lý Tinh Tinh không hiểu, cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi: "Dương đại ca, anh dẫn em đi đâu vậy?" "Còn sớm mà, bọn họ nói 6 giờ tối mới bắt đầu party." Mua quần áo, dù sao cũng là em gái của Dương Thần, dù sao cũng là đi đến Thiên phủ chi quốc, không thể để người ta xem thường. Em mặc vậy rất mất mặt sao?" Lý Tinh Tinh tự ti cúi đầu, Dương Thần bất đắc dĩ thở dài, "Tinh Tinh, anh không có ý đó, có điều em chưa từng đến, Thiên phủ chi quốc không hiểu nơi đó bằng anh, ở đó không giống như cây tivi hay các quán bar khác. Nói đơn giản, các đồng nghiệp của em chính là chọn một quán bar tổng hợp cao cấp đó, chắc là toàn người cũng có tiền. Em bình thường ăn mặc hơi đơn giản nhưng nếu đã đi dự tiệc hoan nghênh mình mà ăn mặc tùy tiện chính là em không tốt với bản thân cũng làm bọn họ không vui nếu chẳng may có người nào điệu bổ thay đổi quần áo đẹp cũng có thể bắt họ câm miệng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng em nghĩ các giáo viên ở trường rất tốt chắc sẽ không cười nhạo lý tinh tinh cắn môi do dự nói dương thần vừa lái xe vừa nói tinh tinh em cũng tốt nghiệp đại học rồi phải đối mặt với hiện thực xã hội có một số việc không phải em tùy tiện mọi người cũng đều có thể tùy tiện vào xã hội này rồi chỉ có thể tận dụng khả năng thích ứng không có gì thương tâm khổ sở không có gì chán ghét bài xích lý tinh tinh gật đầu em em hiểu rồi cảm ơn dương đại ca không phải em không nghĩ được chẳng qua là có chút không quen anh sẽ giúp em làm quen dương thần cười thoải mái chưa tới nửa giờ xe dừng tại tòa nhà trung hải trong tòa nhà có thể mua được tất cả các sản phẩm trang phục của các thương hiệu trên khắp thế giới. Dương Thần cũng đỡ phải giúp Lý Tinh Tinh tìm, đây là lần đầu tiên Dương Thần đi mua sắm sau khi về nước. Buổi sáng hắn đổi chi phiếu thành tiền mặt rồi làm thẻ, cho nên giờ trong túi cũng có tiền, đi cùng Lý Tinh Tinh lên thang máy lên lầu hắn cũng hơi lo lắng. Trước đây dù muốn mua quần áo cũng phải đi mượn tiền trước đã, Lý Tinh Tinh chưa bao giờ đến nơi tráng lệ như vậy. Mua quần áo trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, vội vàng kéo tay Dương Thần. Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa bách hợp, giờ kết hợp với bộ dạng, chim nhỏ nếp vào người, khiến cho không ít khách hàng không kìm nổi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, dọc lối đi đi qua các thương hiệu Louis Vuitton, Hermes, Chanel và một số của hàng khác. Dương Thần nhíu mày, cười khổ nói với Lý Tinh Tinh xem ra mấy cửa hàng này đắt hơn anh tưởng, hay là qua Balenciaga xem thử. Ghi rằng có chút tiền nhưng hắn chưa đến nỗi mua những thứ quần áo mấy nghìn tệ một bộ, lý tinh tinh căn bản không hiểu ý nghĩa mấy thương hiệu, chỉ cảm thấy kiểu dáng quần áo này rất xinh đẹp, lại có chút xấu hổ, lúc này hiền lành gật đầu nói, đều nghe Dương đại ca, hay là không cần mua đồ đắt tiền quá, em sợ không đủ tiền, nói xong cô sờ sờ chiếc túi nhỏ của mình. Dương thần hiểu ý cười, không khỏi nhéo nhéo khuôn mặt cô gái, quần áo hôm nay anh mua tặng em, nhưng Dương thần lập tức nói không có nhưng coi như em nợ tiền anh về sau kiếm nhiều tiền trả là được rồi lý tinh tinh đành đồng ý trong lòng lại thấy vui vui không ngoài dự tính của dương thần hãng quần áo độc quyền balenciaga rẻ hơn một chút là thương hiệu nước pháp đã trải qua vài thập niên luôn luôn đề cao sự gọn gàng và phong cách thanh lịch cũng rất phù hợp với tinh tinh cô gái bán hàng thấy hai người vào cửa bèn nhiệt tình ra đón tiên sinh tiểu thư hai vị muốn xem cái gì đặc biệt không các mẫu mới nhất hôm qua vừa mới nhập, để tôi giới thiệu một chút cho hai vị. Ồ, không cần phiền cô, chúng tôi tự chọn được, dương thần khách khí đáp, túm lý tinh tinh đi đến khu trang phục nữ, vừa nhìn dáng người cô vừa bắt đầu tự tay chọn đồ cho cô, bởi thời gian làm việc vẫn là ban ngày, trong cửa hàng khách không nhiều lắm, vài cô gái bán hàng thấy anh chàng trẻ tuổi chọn đồ giúp bạn gái đều tò mò nhìn lại. Lý Tinh Tinh không ngừng bị Dương Thần nhận xét trong lòng có chút khác thường, nhưng cũng hơi cảm động nhìn Dương Thần chăm chú giúp mình chọn quần áo, tất cả phiền muộn trước kia của cô đều tan thành mây khói. Lúc này, Dương Thần đột nhiên có suy nghĩ gì đó thoáng qua, quay người bảo Lý Tinh Tinh, Tinh Tinh, cởi quần áo ra. chương 59, công chúa của tôi, Lý Tinh Tinh dừng sốt đờ người ra, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng lên, a à, Dương, Dương Đại Ca, anh nói gì vậy? Dương Thần ý thức được mình nói lỡ lời, không khỏi mỉm cười nói, Y anh là em vào phòng thử đồ. Anh sẽ nhờ bọn họ đưa đồ anh đã chọn vào cho em. Em phải mặc thử từng bộ, sau đó chọn ra bộ nào em thấy ưng nhất. Lý Tinh Tinh thở phào, nhìn thấy vài cô gái bán hàng xung quanh đang nhìn mình cười. Thật muốn tìm kẽ hở nào để chui xuống quá. Đợi sau khi Lý Tinh Tinh được đưa vào phòng thử đồ, Dương Thần rất nhanh lượn vài vòng quanh khu bán đồ nữ. Lấy hết những bộ lúc nãy đã nhớ xuống, rồi đem phối riêng từng bộ quần áo cho hợp sau đó đưa cô bán hàng mang vào phòng thử quần áo, vải cô bán hàng nhìn Dương Thần chọn 4, 5 bộ quần áo, không nén nổi kinh ngạc, các cô có thể bán hàng ở trong thương hiệu nổi tiếng như vậy, tất nhiên phải có con mắt thẩm mỹ nhất định. Những bộ Dương Thần chọn rõ ràng không phải tùy ý chọn đại, tuy rằng chưa thấy bộ dạng của Lý Tinh Tinh khi mặc vào. Nhưng các cô hiểu rất rõ những bộ đồ đó Lý Tinh Tinh mặc rất hợp vị tiểu thư này thật hạnh phúc, có người bạn trai quan tâm đến vậy một cô bán hàng thật lòng khen dương thần cũng không giải thích gì lắc lắc đầu cười một cô gái khác tò mò hỏi tiên sinh ngài là nhà thiết kế sao hay là người trong giới thời trang chuyên nghiệp xem ra ngài rất quen thuộc thương hiệu balenciaga chúng tôi tôi có mấy người bạn khá hiểu biết về mặt này tôi chỉ là biết sơ sơ mà thôi dương thần trả lời thực sự là như vậy balenciaga nói cho cùng cũng chỉ có thể tính là thương hiệu hạng trung các mẫu quần áo cũng không hẳn là thiết kế thời thượng nhất. Dựa vào kinh nghiệm bao năm nay giao lưu với mấy tay lão làng, việc hiểu biết loại thương hiệu nước ngoài bình thường này cũng không khó. Phụ nữ lúc theo đuổi cái đẹp luôn đặc biệt tỉ mỉ, kiên nhẫn, vì thế đàn ông luôn phải đợi rất lâu mới có thể nhìn thấy họ sau khi đã trải chuốt cẩn thận. Dương Thần nói chuyện phiếm với vài cô bán hàng khoảng nửa tiếng, đến mức sắp nói tới cả chuyện hồi nhỏ tè dầm, lúc đó cửa phòng thử đồ mới mở ra. Lý Tinh Tinh ngại ngùng bước ra, mọi người quay ra nhìn, bất giác nín thở, nói không ra lời. Lý Tinh Tinh buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc mềm mại buông dài xuống trước ngực, che bớt gương mặt hơi ửng hồng vì xấu hổ. Những đường nét trên khuôn mặt cô đột nhiên có vẻ tinh xảo, lay động lòng người. Chiếc váy liền màu trắng lộ vai cô mặc làm nổi lên những đường cong tự nhiên ở cổ tay và vùng ngực. Đường ren kéo dài từ vòng eo duyên dáng đến chân váy phồng, dưới ánh đèn, chiếc váy voan có ánh vàng nhàn nhạt. nhạt để lộ ra cặp chân nhỏ mềm mại, nhẵn nhụi, một đôi giày trắng rất thời trang ôm lấy đôi bàn chân trắng như ngọc, để lộ những ngón chân trắng mịn đáng yêu. Lý Tinh Tinh có dáng người điển hình của con gái vùng sông nước Giang Nam, không khoa trương, cũng không gầy guộc, lại thêm bờ vai gợi cảm, má hồng, ngực cao, mông nở, giống như bông hoa giữa dòng nước trong vắt, như tự nhiên chạm trổ nên, cô gái có một khí chất thuần khiết và tao nhã rốt cục khó có thể ngăn được khí chất ấy toát ra. Trời ơi, quần áo trong cửa hàng của chúng ta mặc lên lại có thể đẹp như vậy sao? Một cô bán hàng khó tin nổi, thốt lên vài câu tán thưởng. Lý Tinh Tinh thấy mọi người kinh ngạc nhìn mình, vừa vui vừa xấu hổ. Nhưng vì bản tính thích trương diện của các cô gái khiến cô không kìm nổi xoay vài vòng, nhìn Dương Thần mong chờ hỏi. Dương Đại Ca, có đẹp không? You are gorgeous, me princess, công chúa của ta. Nàng cực kỳ xinh đẹp, Dương thần cười, xoay người làm lễ giống như một kỵ sĩ. Lý Tinh Tinh là cô giáo dạy tiếng Anh, tất nhiên hiểu ý nghĩa của mấy lời này. Trong lòng vui sướng đến mức quên mất vì sao Dương Thần lại biết nói tiếng Anh, cô chỉ cảm thấy tim mình sắp tan chảy, cơ thể hóa thành chú chim nhỏ bay lượn. Ơ xếp Minai, nhận lời khen của anh, kỵ sĩ của ta, Lý Tinh Tinh khẽ nhấc váy, vui vẻ đáp lễ lại, một người bán hàng tiến lên trước, cười vẻ hâm mộ, tiểu thư có thể cho chúng tôi chụp cho cô một kiểu ảnh không sẽ là bức ảnh lưu niệm đẹp nhất trong cửa hàng lý tinh tinh do dự nói cho cùng cô chỉ muốn nghe dương thần ca ngợi một chút còn về việc chụp ảnh cho người khác xem cô vẫn rất thẹn thùng vì thế ánh mắt cô dò hỏi nhìn dương thần tất nhiên là được cô giáo lý cũng là mỹ nữ có gì phải sợ dương thần cổ vũ nói vậy vậy thì được lý tinh tinh mỉm cười đồng ý sau khi mấy người bán hàng vui vẻ phấn chấn chụp xong bộ ảnh rồi, Dương Thần bảo họ mang hết những bộ quần áo đã chọn ra, nói, tất cả chỗ này tôi mua hết, tính tiền cho tôi. Lý Tinh Tinh lúc này đã thay bộ váy liền áo bằng một bộ áo quần dễ hoạt động hơn, chiếc áo sơ mi nữ trắng tinh và chiếc quần sóc dệt vải thô màu nâu, để lộ cặp chân thon dài, trắng muốt, vừa hoạt bát, vừa quyến rũ. Cô nghe Dương Thần nói mua hết toàn bộ, không khỏi kinh ngạc, Dương Đại ca, mua hết ư, Dương Thần cười nói em cũng không phải chỉ mặc vậy một lần, không thể mỗi lần đi cùng những người đó chỉ mặc một bộ, Lý Tinh Tinh vẫn cảm thấy rất lãng phí, nhưng không biết nói gì cho phải. Tiểu thư yên tâm, cô giúp chúng tôi có tấm ảnh hiệu đẹp như vậy, chúng tôi sẽ giảm giá một nửa, tổng cộng là hơn 6.400 tệ, lần này coi như tặng hai vị ba bộ, chỉ lấy 3.000, người bán hàng cười thiện ý, đối với Dương Thần mà nói, 3.000 rất rẻ. Chỉ cần trực tiếp quẹt thẻ là đã trả xong. Lý Tinh Tinh có chốt sót tiền ba nghìn gần như là nửa tháng lương của cô. Cô hoài nghi nghĩ quần áo từ nhỏ đến lớn của cô cộng lại chưa chắc đã đến ba nghìn. Lần này một ngày đã tiêu ba nghìn mua quần áo. Được rồi, công chúa của anh cũng muộn rồi. Đang giờ tan tầm kẹt xe, lái xe đến Thiên phủ Chi quốc cũng là khoảng sáu giờ. Chúng ta đi thôi lý tinh tinh quyết tâm sau này nhất định phải trả lại cho dương thần rồi cũng không nghĩ nhiều nữa vui sướng bị dương thần nắm tay kéo ra khỏi cửa hàng lúc hai người định vào thang máy điện thoại của lý tinh tinh vang lên cô nghe điện thoại sắc mặt có phần khó xử nói ngại quá tổ trưởng lúc chiều tôi ra ngoài có chút việc với anh trai tôi giờ anh tôi đưa tôi về cảm ơn ý tốt của anh vừa dập máy lý tinh tinh mỉm cười xin lỗi là tổ trưởng tổ anh nữ chúng em gọi buổi liên hoan hôm nay cũng là anh ấy chủ trì anh ấy nói đến trường đón em mà không thấy em em bảo anh ấy chúng ta đi cùng anh ấy cũng đồng ý tổ trưởng của em là nam tay dương thần tốt nghe được rõ ràng tiếng người đàn ông trong điện thoại có chút khó chịu vâng lý tinh tinh cúi đầu anh ta theo đuổi em đúng không dương thần nghiền ngẫm cười hỏi lý tinh tinh vội vàng lắc đầu nói dương đại ca em và anh ấy không có gì cả Hoa anh ấy tặng em đều chia cho các cô giáo khác, mỗi người một bông, Dương Thần giờ khóc giờ cười, tâm tư đáng yêu của cô gái khiến cho hắn không kìm nổi miết vào má cô một cái, anh thấy em mới không nên suy nghĩ linh tinh, đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu. Chương 60, người cùng chi hướng, không ngoài dự tính của Dương Thần, mặc dù xe không dừng trên đường nhưng lúc đến được Thiên phủ chi quốc, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm, đã gần 6 giờ, Lý Tinh Tinh lại có gì đó bất thường trên đường ngồi ở ghế lái phụ khuôn mặt dường như có nét cười thỉnh thoảng mắt nhìn trộm dương thần không biết đang nghĩ gì cửa chính của thiên phủ chi quốc có một khí thế lạ thường ánh đèn nê ông xanh vàng rực rỡ bao quanh hơn hẳn các quán rượu hộp đêm khác vài chiếc đèn rồng bay phượng múa uốn thành những chữ rất to từ xa nhìn lại cũng thấy vô cùng lóa mắt lý tinh tinh vừa xuống xe liền kéo cánh tay dương thần hồi hộp đi theo sát vào cửa chính Trước giờ cô luôn là một cô gái ngoan ngoãn nên dù đã thấy những cảnh này trên tivi nhưng cô vẫn hơi sợ hãi. Nghĩ tới việc phải tụ tập với các giáo viên cùng trường mà mình lại là nhân vật chính, trong lòng cô không khỏi có chút trột dạ. Đừng sợ, thật ra cũng không có gì, coi như là liên hoan ở khách sạn nhỏ nào đó là được rồi. Dương thần an ủi nói, Lý Tinh Tinh gật đầu, cảm nhận thấy hơi thở của người đàn ông đi bên cạnh mình, trong lòng tự nhiên ổn định hơn rất nhiều sau khi vào cửa lớn, cô gái tiếp khách mặc bộ sườn xám đỏ rực nhiệt tình đi lên, dò hỏi, kính thưa tiên sinh và tiểu thư, xin hỏi hai vị có hẹn trước không? Lý Tinh Tinh bỗng định thần lại, nhớ tới chỗ hẹn, nói, có, là phòng riêng của người tên, quân tử Lan, cô gái tiếp khách cười, chia tay làm động tác mời, xin mời đi theo tôi. Đi dọc theo hành lang ánh sáng tối mờ là bức tường giống như thủy tinh phản chiếu lại ánh sáng huyễn hoặc những người nhân viên phục vụ ở đây đều là mỹ nam mỹ nữ có thể thấy nơi này đãi ngộ nhất định không tồi lúc đi đến cánh cửa bên trên có viết ba chữ quân tử lan màu trắng bằng bút lông cô gái tiếp khách lại cười làm hiệu mời vào dương thần rút trong túi ra một tờ tiền một trăm màu đỏ cô gái tiếp khách không ngoài dự đoán nói một tiếng cảm ơn rồi nhận tiền rời đi lý tinh tinh kinh ngạc nhìn dương thần dương đại ca chỉ dẫn đường cũng mất một trăm tệ sao. Những chỗ thế này đều quản lý dựa theo một số phương thức tiêu tiền của các nước Âu Mỹ. Những nhân viên phục vụ này không có lương, chỉ lấy tiền bâu ơ. Thật ra đổi thành đô la Mỹ chỉ là mười mấy đô, cũng không nhiều. Dương thần giải thích em suýt thì quên. Dương đại ca vốn là người ở nước ngoài về. Lý tinh tinh bất chấp đang xót tiền. Cười ha hà nói, Dương thần không muốn nói thêm nhiều việc này, nhẹ nhàng khéo léo mở cánh cửa chính của căn phòng, cửa vừa mở đã nghe tiếng ồn ào đinh tay nhức ấp từ trong truyền ra. Muốn ở lại mà không thể mới là cô đơn, chỉ thấy một dáng người đàn ông đeo kính có vẻ buồn bã đang đứng trước tivi hò hét bạt mạng, tay cầm microphone, mắt nhắm lại ngửa mặt lên trời, ca hát rất tận tình, trên chiếc sofa trong phòng lớn đã có không ít người ngồi, cả nam cả nữ tổng cộng có đến 7, 8 người. Lúc này mọi người nhìn thấy Dương Thần và Lý Tinh Tinh ở cửa đầu tiên là sườn sốt, sau đó mọi người phần lớn đều lộ ra nét cười là lạ. Nhân vật chính của chúng ta hôm nay cuối cùng cũng đến, một cô giáo mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn đứng dậy đầu tiên kêu lên, sau đó mọi người cũng đứng dậy vỗ tay, vị thầy giáo béo lúc nãy còn đang hát giọng như giết heo, lúc này cũng kêu to lên. Cô giáo lý lần đầu tiên tụ tập cũng không quên mang theo bạn trai, xem ra tình cảm rất thắm thiết, lý tinh tinh e lệ vội vàng buông tay dương thần ra trong phòng ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt đỏ lên. Không phải như mọi người nghĩ đâu, Dương đại ca không phải là bạn trai của tôi. Vậy thì là gì, chắc không phải là anh ruột chứ. Một thầy giáo cười ha hà hỏi, thấy Lý Tinh Tinh đã cuống đến mức nói không ra lời. Vẻ mặt lo lắng, Dương thần đành lên tiếng giải thích, tôi với bố của Lý Tinh Tinh là bạn thâm giao. Coi như là anh trai chăm sóc cô ấy một chút, hôm nay đúng dịp nghe nói mọi người làm tiệc chào đón cô ấy ngại không dám đến đây một mình, tôi đi cùng cô ấy thôi. Một cô giáo ăn mặc có chút quyến rũ cười khanh khách nói, hóa ra là như vậy. Vậy thì hôm nay anh chàng đẹp trai ngồi cạnh tôi. Cô Lý chắc sẽ không để ý, nói xong liền nháy mắt mấy cái với Lý Tinh Tinh. Lý Tinh Tinh nghe vậy, vội lắc đầu theo bản năng, không được. Dương đại ca phải ngồi cạnh tôi, vừa dứt lời. Mọi người đều cười vui đầy thiện ý. Dương thần cũng bất đắc dĩ nhìn vẽ mặt hoảng hốt. ửng đỏ của Lý Tinh Tinh. Cô bé này, càng giải thích lại càng lộ ra, ngay lúc không khí trong phòng đang vui vẻ, cửa chính lại bị một người đẩy ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi porai đi đến, nhìn khoảng độ hai mươi mấy tuổi, tóc tai chỉnh tề, đường nét khuôn mặt rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ nho nhã, nhìn thấy người mới đến, mọi người đều chào hỏi, tổ trưởng tưởng, người đàn ông cười ấm áp, chào hỏi vài giáo viên rồi mới nhìn sang Dương Thần và Lý Tinh Tinh khi nhìn thấy lý tinh tinh mặc bộ trang phục thời thượng còn mặc chiếc quần để lộ cặp chân thon dài trắng như ngọc trong mắt hắn hiện lên vài tia lửa nóng bỏng cất lời khen tinh tinh hôm nay e thật đẹp nếu bình thường ở trường em mặc như vậy chắc tất cả giáo viên học sinh đều phải nhìn em rồi những giáo viên khác cũng phối hợp khen ngợi bộ quần áo khiến lý tinh tinh xinh đẹp lay động lòng người những lời khen như vậy có chút khoa trương phàm là phụ nữ đều thích nghe người khác khen mình xinh đẹp lý tinh tinh cũng không là ngoại lệ cô cũng không nghĩ nhiều chỉ ngượng ngùng cúi đầu nói cảm ơn lúc nhìn thấy dương thần người đàn ông kia nheo mắt sau đó nhã nhặn giơ tay ra vị này chắc hẳn là dương tiên sinh mà tinh tinh nói tới kẻ hèn này là tưởng thạc là tổ trưởng tổ anh ngữ không biết xưng hô với dương tiên sinh thế nào tiên sinh công tác ở đâu dương thần trong lòng thầm nhủ lại khẩu phật tâm xa lơ đễnh bắt tay đáp dương thần cứ gọi tùy ý là được, tôi chỉ là một nhân viên quèn, mua điểm tâm, làm việc vặt, vừa nghe thế, mắt Tưởng Thạc sáng lên, thẳng lưng lại, có phần kiêu căng nói: "Dương Tiên Sinh không cần khiêm tốn, mọi người đều còn trẻ, sau này cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày có thể sẽ giống như Tưởng Thạc tôi đây, có xuất phát điểm cao hơn một chút." "Ồ, chắc Dương Tiên Sinh không biết, bố tôi, Tưởng Mông lão tiên sinh, là hiệu trưởng trường nhất Trung" phó bộ trưởng bộ giáo dục thành phố trung hải vì thế tôi cũng có được chút hào quang của bố mới có thể còn trẻ đã lên được chức tổ trưởng tổ anh ngữ của trường nhất trung và phó chủ nhiệm phòng giáo vụ nói ra thật xấu hổ ngoài mấy bài luận văn trên báo chí trong nước mấy lần đưa đoàn ra nước ngoài phỏng vấn tôi cũng chưa làm nên chuyện gì cả nói không chừng sau này thành tựu của dương tiên sinh còn hơn tôi nhiều tổ trưởng tưởng khiêm tốn quá mấy người chúng tôi ai chẳng biết tổ trưởng tường tương lai là hy vọng của nhất trung là ngôi sao sáng đáng chú ý nhất của ngành giáo dục một giáo viên trung niên lập tức nói cô giáo người nhỏ nhắn lúc nãy cũng cười phụ họa đúng vậy nói không chừng vài năm nữa tổ trưởng tường đã trở thành hiệu trưởng trường nhất trung rồi nói về năng lực thì không ai không phục tổ trưởng tường các giáo viên còn nói rất nhiều những lời ca công tụng đức tổ trưởng tường lại cười xua tay nói không dám không dám nhận Dương thần coi như được mở mắt, sờ sờ mũi che nét cười của chính mình, từng gặp người không biết xấu hổ, chưa từng gặp ai còn không biết xấu hổ hơn cả mình, xem ra có người cùng chí hướng rồi. Ít nhất thì ông anh trước mắt này ra mặt còn dày hơn cả tường thành.